chúng ta cần viết 0,15 dưới dạng phân số. Để hoàn thành yêu cầu của đề bài, ta cần xác định được hàng giá trị của từng chữ số. Chữ số 1 nằm ở hàng phần 10 nên sẽ có giá trị bằng 1 x 1 phần 10. Chữ số 5 là chữ số hàng phần trăm nên sẽ có giá trị bằng 5 x 1 phần 100. Vậy 0,15 bằng 1 x 1 phần 10 cộng 5 x 1 phần 100 hay cũng bằng 1 phần 10 cộng 5 phần 100. Để cộng hai phân số này, chúng ta cần phải tìm ra mẫu số chung. 100 chia hết cho cả 10 và 100, nên mẫu số chung cần tìm chính là 100. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết lại phân số 1 phần 10 thành một phân số có mẫu là 100. Để có được mẫu số là 100, ta cần lấy 10 x 10. Vậy ta cũng phải nhân tử số với 10. 1 x 10 bằng 10. Ta được phân số mới là 10 phần 100. Đến đây, chúng ta đã có thể thực hiện phép cộng 2 phân số. 10 cộng 5 bằng 15. Mẫu số vẫn là 100. Vậy kết quả ta cần tìm là 15 phần 100. Ngoài cách làm trên, ta còn có một cách làm khác nhanh hơn để tìm ra kết quả này. Hàng giá trị nhỏ nhất của số 0,15 là hàng phần trăm. Như các bạn đã biết, mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau. Giá trị của chữ số 1 là 1 phần 10 và cũng bằng 10 phần 100. 10 phần 100 cộng 5 phần 100 bằng 15 phần 100. Nếu muốn rút gọn phân số này thành một phân số tối giản, ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 5. 15 chia 5 bằng 3